Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nghĩa Audio xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một con đẩy. Con này là con TLTH600. Đây anh em nhé. Con này thì nó thì sò thì rất là ít thôi anh em ạ. Con này là có 16 sò. Đấy, nhưng mà rất khỏe luôn. Con này có thể đánh 2 cặp 30, full 30 thoải mái anh em nhé. Đấy. Đánh rất cho bò luôn. Cái dòng này thì nguồn rất là khủng. Dòng này thì trước đã bán rất nhiều rồi. Hôm nay nó mới về lô mới thì được khoảng được ít khoảng 7 con này thôi. Lô này có 7 con này thôi. Đấy, rất là chất luôn. Đấy. Con này thì nó chạy sò trường anh em nhé. Chạy sò trường nên là tiếng rất sáng luôn. Đấy. Nó chạy mà bộ 16 sò nhưng mà bù áp rất nhiều anh em ạ. Đây, anh em nhìn rõ nhé. Rất nhiều bù áp luôn. Nguồn khỏe luôn. Nguồn rất to anh em nhé. Nguồn đồng. Nguồn đồng 100% luôn. Đấy, chạy tụ khủng luôn. Tụ con này tụ rất lớn anh em nhé. Con này là chạy tụ for audio. Tụ con này lên đến 15.000 microfarad anh em ạ. 15.000. Quá khủng khiếp luôn. Và con này nó chạy điện áp mỗi một tụ là 125V. Đấy. Nguyên bản cho AMZ hết. Đấy. Sau này thì em đang đấu là chạy hai đôi loa nhé. Đấy. Một đôi đó đấu bằng cầu đỏ đen bình thường này. Một đôi đó bằng lắc magic. Đấy. Và đang đánh hai đôi loa này. Một đôi là một chiếc DH này. Một chiếc TD này. Đây là đánh một cặp Martin luôn. Cặp Martin 30 luôn. Đó. Sẽ mở cho anh em xem, tiếng rất chắc luôn. Thì đeo tai tai nghe vào anh em nhé. Tại vì cái tiếng loa này công suất lớn thì khi mà thu vào cái mic điện thoại ấy, nó sẽ bị hạn chế bởi cái chất lượng của cái điện thoại, anh em hiểu không? Nên là tại sao mà khi mình test ở ngoài mình nghe rất là to, mà khi nghe lại bằng loa của laptop hay loa của điện thoại thì nó rất là dở. Đấy, anh em để ý cái đấy nhé. Anh em muốn cải thiện chất âm thì cắm cái tai nghe vào để nghe hay hơn nhiều. We'll be right back.
quá đã luôn anh em nhé. Đấy, còn anh em nào có nhu cầu thì em xin báo giá con đẩy này luôn. Con đẩy này đang bán lẻ là 4 triệu 2 anh em nhé. 4 triệu 2 con đẩy TLT H600. Mồn rất là to luôn. Đấy, mồn bế áp rất to luôn. Con này là rất là khủng anh em ạ. Đấy, mạch thiết kế là mổ luôn. Dơ le nhôm luôn này. Đấy. Còn cái đôi loa DH màu nâu nâu này. Đó là 6 triệu 8 một đôi. TH thì 7 TD 7 triệu rưỡi. Cặp Martin này giá 7 triệu 2. Anh em nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Audio qua số điện thoại 09345 73743 hoặc số 0946586632. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Audio. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau.